Máy ép tóc du lịch mini. Máy ép tóc thông thường khá cồng kềnh và chiếm nhiều diện tích để mang đi du lịch hay đi làm. Vì vậy dưới đây, Beauty Insider sẽ gửi đến bạn sản phẩm máy ép tóc du lịch mini tiện dụng có thể mang đi bất cứ đâu. Đặc điểm thiết kế. Máy ép tóc du lịch mini có thiết kế nhỏ gọn, đặc biệt chỉ có chiều dài chỉ khoảng 15cm. Đây cũng là đặc điểm đáng mua nhất, bởi bạn có thể thuận tiện mang đi du lịch hay đi làm hàng ngày mà chỉ cần bỏ vào túi sách, ba lô hay túi trang điểm để cứu nguy nhanh chóng khi cần thiết. Bên cạnh đó, máy ép tóc du lịch mini còn có đa dạng màu sắc cho chị em lựa chọn. Khác với những máy ép tóc cỡ lớn ngoài thị trường chỉ có một màu sắc thì máy ép tóc mini này có những 6 màu để người dùng có nhiều lựa chọn cụ thể như là màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu tím và màu nâu. Chắc hẳn điểm này cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hộp đựng và thân nhỏ máy đều được làm bằng nhựa. Còn với phần tiếp túc với tóc được tinh tế thiết kế bằng kim loại. Phần kim loại này có lớp sơn tĩnh điện chống bong chóc khi sử dụng một thời gian dài. Bên trong thân máy còn có thiết kế thêm nút tắt bật để người dùng có thể tắt khi không dùng đến. Tuy nhiên điểm này cũng là một điểm trừ khi nó thiết kế ở trong cũng dễ gây bỏng trong quá trình làm tóc. Vì vậy, người dùng cũng cần cẩn thận khi sử dụng. Bạn có thể khắc phục điểm này bằng cách rút điện ra khi không sử dụng. Đặc điểm của máy. Máy ép tóc này có thể uốn xoăn, đặt thẳng hay tạo bất cứ kiểu nào mà chị em mong muốn. Máy có khả năng làm nóng khá nhanh. Khi bạn bật máy lên 1 phút là đã có thể sử dụng. Tuy nhiên do là máy mini nên khả năng làm nóng vẫn còn hạn chế. Mỗi lần làm tóc chỉ có thể lấy ít tóc để làm mất nhiều thời gian. Đặc biệt nếu bạn nào sở hữu mái tóc dày thì có thể mất cả tiếng mới có một bộ tóc ưng ý. Vì vậy mà dạng máy ép tóc du lịch mini này phù hợp với phần tóc mái, dễ dàng làm phồng mái một cách nhanh chóng là thuận tiện hơn dạng máy cỡ lớn. Ngoài ra, khi sử dụng lâu thì phần tay cầm không bị nóng. Tuy nhiên phần đầu tiếp xúc với tóc có khả năng lên đến 160 độ C. Nên chúng có thể gây bỏng tay nếu người dùng có thể bị bỏng tay khi chạm vào phần bên trong. Ưu nhược điểm máy ép tóc du lịch mini. Nhược điểm, khi tạo kiểu bằng máy ép tóc thì kiểu tóc chỉ giữ được khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, điểm này cũng có thể khắc phục bằng cách bạn có thể sử dụng thêm keo vuốt tóc và gôm. Mỗi lần uốn hay lạt thì chỉ làm được số lượng ít, nên phù hợp với cho tóc mái. Sử dụng nhiều lần dẫn đến tóc phải tiếp xúc nhiều với nhiệt độ nên khiến tóc dễ bị khô. Ưu điểm, giá thành rẻ, chỉ khoảng 40k nên ai cũng có thể sở hữu dễ dàng. Mang đi du lịch, đi làm thuận tiện mà không tốn nhiều diện tích để cất. Đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp thì chắc chắn máy ép tóc mini này rất có ích. Vừa có thể làm xoăn tóc, vừa có thể ép thẳng tóc hay bất cứ kiểu nào mong muốn. Những lưu ý khi sử dụng máy ép tóc. Dưỡng tóc trước khi sử dụng, bởi khi tiếp xúc với nhiệt độ của tóc khá nhiều lần sẽ gây ảnh hưởng đến tóc làm cho tóc bạn bị khô. Vì vậy bạn có thể sử dụng thêm sản phẩm dưỡng tóc hoặc dùng dầu xả để đảm bảo mái tóc trông đẹp tự nhiên hơn. Đặc biệt bạn cũng có thể sử dụng xịt chống nhiệt để mái tóc được chăm sóc ngay cả khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Giữ vệ sinh và bảo quản máy. Khi sử dụng xong, có thể những dưỡng chất từ tóc hay bụi bẩn có thể bám vào máy gây hư hỏng. Vì vậy bạn có thể sử dụng những dung dịch chuyên dụng dành cho máy để làm sạch. Sau đó bạn lau qua và cất vào trong hộp để máy được bảo vệ. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Nhiệt độ quá cao, mái tóc của bạn có thể nhanh chóng bị hư tổn. Còn khi nhiệt độ quá thấp thì hiệu quả không cao, kèm với đó là tốn thời gian. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phụ thuộc vào loại tóc dày hay mỏng mà lựa chọn nhiệt độ phù hợp để tạo kiểu. Từ bài viết trên, ta có thể thấy máy ép tóc du lịch mini là một sản phẩm đáng được đầu tư nhất là trong những lần đi du lịch. Nếu bạn muốn sở hữu sản phẩm này thì hãy thử tham khảo gợi ý của chúng tôi tại link bên dưới nhé. Hãy follow fanpage của Beauty Insider để biết thêm được nhiều sản phẩm làm đẹp hữu ích khác.